được thiết kế với khái niệm nội dung là vua. Mạng xã hội Lotus vừa được chính thức công bố ra mắt ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội. Vì ra đời sau nhưng có một lực lượng nhân lực công nghệ mạnh, đội ngũ phát triển nội dung am hiểu văn hóa Việt, mạng xã hội này khẳng định sẽ có nhiều cách thức đi riêng để tạo được tệp người dùng đông đảo ngay thời gian đầu hoạt động, trong đó nhấn mạnh đến phương thức giải phóng sức sáng tạo để phát triển nội dung. Theo ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCOP, ý tưởng xây dựng mạng xuất phát từ 6 tháng trước, được thử nghiệm trên quy mô nhỏ. Sau một thời gian, với sự góp sức của 200 kỹ sư công nghệ, Lotus dần được hoàn thiện để có thể phục vụ đến lượng người dùng mục tiêu với con số hàng triệu trong những tháng đầu tiên. Giải phóng sức sáng tạo là phương thức được nhà phát triển lựa chọn để xây dựng nội dung trên mạng xã hội này. Tạo điều kiện tối đa cho các nhà sản xuất nội dung trong việc là làm sao mà đưa nội dung của họ lên đây, nhưng mà phân phối độc giả và trong việc là có được cái doanh thu tốt để họ tạo ra nội dung chất lượng. Đồng thời là họ có những cái mẫu mã, cái hình thức gọi là trình bày nội dung mới mà trên các cái mạng khác nó không có. Đấy, thì như vậy là mình sẽ có những nội dung mà tính chất là khác biệt và độc quyền ở trên cái nền tảng của mình. Theo đại diện Lotus, ở giai đoạn này thì mạng xã hội hợp tác với hơn 500 nhà sáng tạo nội dung trong 20 lĩnh vực khác nhau và trên 30 nguồn chính luận là các cơ quan báo chí. Hiện tại thì đã có như VTC News, VTV News, Dân trí, Thể thao Văn hóa. Điểm nhấn khác của Lotus là nhà sáng tạo nội dung có thể tạo doanh thu từ chất lượng các bài đăng. Khi mà mình sử dụng cái mạng này thì mình sẽ tích lũy được cái token, tức là cái năng lượng nội dung. Sau đó thì mình, nó như cái tài sản của mình ấy, tài sản ảo của mình ấy, thì mình có cái token đấy thì mình có thể chuyển cái token đấy sang những cái nguồn tích cực. Thông thường xu hướng của con người, mình like share thì rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà mình có một cái gì đó của mình muốn chuyển người khác thì mình sẽ chọn những thứ tích cực để mình chuyển. Kể cả khi anh viết post, anh đăng album ảnh thì anh cũng có doanh thu. Đấy. Chứ không, hiện nay là cách duy nhất mà một nhà sản xuất nội dung có được doanh thu là quảng cáo là họ phải có video. Đấy, còn đây thì mình viết post trên đấy, mình album ảnh, cũng viết blog và mình cũng có thể có được doanh thu quảng cáo trên cái mạng xã hội này. Người dùng sẽ không kết bạn mà trở thành fan của các nguồn tin, kết nối với nội dung, chủ đề quan tâm và mối quan tâm trên Lotus. Đồng thời, đại diện Lotus cũng cam kết tạo nguồn thu cho nhà sáng tạo nội dung trong vòng một tháng kể từ khi sản phẩm bắt đầu hoạt động ổn định.